Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong cuộc gặp với đại sứ Ukraine tại Slovakia Myroslav Kastran đã đe dọa ngừng cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine nếu Kiev không nối lại hoạt động vận chuyển dầu của công ty Lukoil của Nga. Cụ thể, Thủ tướng Slovakia Fico tuyên bố ông đã thảo luận vấn đề xuất khẩu Lukoil với đại sứ Ukraine. Tại cuộc họp, Thủ tướng Fico nhấn mạnh nếu việc vận chuyển dầu Nga qua Ukraine không sớm được nối lại, công ty lọc dầu Slovakia sẽ không nối lại việc cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine. Theo báo cáo, nguồn nhiên liệu này mới chỉ đáp ứng được 1/10 nhu cầu tiêu thụ hiện tại của Ukraine. Thủ tướng Fico cho biết thêm, việc nối lại nguồn cung cấp dầu của Nga có liên quan đến một quyết định kỹ thuật, nhưng nó phải được nhiều quốc gia phối hợp cùng một lúc. Trong một động thái đi ngược lại nhiều nước trong EU, ông cho rằng Liên minh châu Âu muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng hoàn toàn của Mỹ sẽ phải cân nhắc các hình thức hợp tác với Liên bang Nga, trong đó phải đảm bảo hợp tác trong lĩnh vực nguyên liệu thô chiến lược. Hungary và Slovakia là những quốc gia được ngoại lệ trong lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga trên toàn châu Âu sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, gần đây Kiev đã ra lệnh dừng quá cảnh các sản phẩm dầu của công ty dầu mỏ Lukoil của Nga qua đường ống dẫn dầu Druzhba. Trong một động thái liên quan, Hungary và Slovakia đều ra tuyên bố quyết định của Kiev đã đe dọa đến vấn đề an ninh năng lượng của hai quốc gia này. Sự gia tăng hiện diện của NATO tại Ba Lan và các quốc gia Baltic cùng với khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ cho Ba Lan đã tạo ra một bức tranh phức tạp về quốc phòng trong khu vực. Các bước đi của Ba Lan, NATO và EU nhấn mạnh quyết tâm ngăn chặn xung đột lan rộng, nhưng cũng nêu bật xu hướng leo thang nguy hiểm. Theo nhận định của Hüseyin Özdemir, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thế giới TRT có trụ sở tại Istanbul, với hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28 tháng 7, hiệp ước an ninh mới giữa Ba Lan và Ukraine cùng với gói viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ cho Ba Lan đang tạo ra một bức tranh quốc phòng phức tạp ở Đông Âu. Đồng thời, các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc tại Belarus chung với một hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây đang làm tăng thêm sự phức tạp cho tình hình địa chính trị của khu vực. Những diễn biến này đặt ra câu hỏi quan trọng. Liệu cuộc xung đột ở Ukraine có thể leo thang thành một cuộc chiến rộng lớn hơn bao trùm toàn bộ lục địa này hay không? Sự hiện diện gia tăng của NATO ở Đông Âu, đặc biệt là tại Ba Lan và các quốc gia Baltic, tạo ra một nghịch lý rõ ràng. Trên lý thuyết, điều này nhằm ngăn chặn hành động tiềm tàng từ Nga, nhưng Moscow lại coi đó là một hành động khiêu khích. Ba Lan đang nỗ lực tăng cường an ninh bằng cách đánh chặn tên lửa và thiết bị không người lái UAV của Nga trên không phận Ukraine. Tuy nhiên, động thái này cũng đồng thời đặt Ba Lan vào thế dễ bị tổn thương. Việc huấn luyện binh sĩ Ukraine cũng làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Ukraine, nhưng có khả năng khiến Ba Lan trở thành mục tiêu trả đũa của Nga. Trong khi đó, khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ba Lan không chỉ là một biện pháp hỗ trợ về mặt quân sự mà còn là tín hiệu cho thấy Washington cam kết củng cố sườn phía đông của NATO. Khoản viện trợ này được thiết kế để hiện đại hóa năng lực quân sự của Ba Lan, bề ngoài là để chuẩn bị cho các mối đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, nó cũng báo hiệu với Nga rằng NATO đang mở rộng về phía đông và sẵn sàng cho bất kỳ cuộc xung đột nào. Ông Kukula, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ba Lan nói, sự sẵn sàng của Ba Lan cho một cuộc xung đột toàn diện đã trở thành mối quan ngại cấp bách. Tướng tham mưu trưởng Ba Lan cho rằng, hôm nay chúng ta cần chuẩn bị lực lượng cho cuộc xung đột toàn diện, chứ không phải là cuộc xung đột bất đối xứng. Điều này buộc chúng ta phải tìm ra sự cân bằng tốt giữa nhiệm vụ biên giới và duy trì cường độ huấn luyện trong quân đội. Cùng với đó, Warsaw đã tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 4% GDP để ứng phó với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Kể từ tháng 2 năm 2022, Ba Lan đã cung cấp viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine, bao gồm xe tăng, máy bay chiến đấu, trực thăng, hệ thống pháo binh và hệ thống tên lửa phòng không, trị giá hơn 4,4 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh Ba Lan nỗ lực tăng cường phòng thủ và quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc với Ukraine, trọng tâm chiến lược của NATO trong việc củng cố sườn phía đông trở nên cấp bách trong bối cảnh căng thẳng khu vực, vốn càng trở nên phức tạp hơn do các cuộc tập trận quân sự gần đây của Trung Quốc gần biên giới với NATO. Cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc với Belarus sát biên giới phía đông của NATO diễn ra cùng thời điểm với Hội nghị Thượng đỉnh NATO về Ukraine, phát đi một cảnh báo từ Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Đây là cuộc tập trận đầu tiên như vậy kể từ cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2022, làm dấy lên mối lo ngại trong số các thành viên Baltic của NATO. Hành động này cũng làm phức tạp thêm bối cảnh an ninh vốn đã mong manh, nơi các hành động không cố ý có thể gây ra những kết quả không mong muốn. Thời điểm và địa điểm của cuộc tập trận này được lựa chọn một cách chiến lược để truyền tải một thông điệp chính trị, làm nổi bật mục đích vượt ra ngoài nhiệm vụ huấn luyện quân sự đơn thuần, như các nhà phân tích đã gợi ý. Kelly Greco, thuộc nhóm nghiên cứu chính sách đối ngoại và quốc phòng của trung tâm Stimson, nói với AFP, các cuộc tập trận đa phương thường được sử dụng để gửi đi các tín hiệu chính trị. Bà Greco chỉ ra rằng Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận chống khủng bố ở Belarus 4 lần trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2018, nhưng không thực hiện thêm lần nào nữa kể từ đó. Về phần mình, Alice Ekman, Nhà phân tích cấp cao về châu Á tại Viện Nghiên cứu An ninh Liên minh châu Âu giải thích thêm rằng Trung Quốc cáo buộc NATO đang nỗ lực kiềm chế họ theo sự lôi kéo của Mỹ, trong khi Bắc Kinh lo ngại về vai trò ngày càng mở rộng của liên minh này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh những lời chỉ trích ngày càng gia tăng từ Liên minh xuyên Đại Tây Dương nhắm vào Bắc Kinh, sự tham gia của Trung Quốc vào các cuộc tập trận với Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sức mạnh quân sự và sự sẵn sàng ứng phó nếu cần thiết của nước này. Ông Özdemir lưu ý rằng, các nước EU giáp biên giới với Nga đều là thành viên NATO và Nga không muốn thấy chiến tranh lan rộng đến các biên giới này. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng Nga là quốc gia chuẩn bị tốt nhất trong một cuộc chiến như vậy, xét về năng lực sản xuất quân sự. Tầm quan trọng trong điều 5 của NATO nằm ở khả năng răn đe trước khi đưa vào thực hiện. Việc thử nghiệm sẽ là một rủi ro lớn cho cả hai bên và gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới. Đó là lý do tại sao cả hai bên đều thận trọng trong khi thực hiện các bước đi của mình. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder, cũng đã giải thích lập trường của Mỹ về việc hạn chế Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa ở Nga, nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn những hậu quả không mong muốn và sự leo thang có thể đẩy xung đột ra ngoài biên giới Ukraine. Khi châu Âu chuẩn bị cho những leo thang tiềm tàng, ranh giới giữa một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực và sự tham gia rộng lớn hơn của châu Âu ngày càng trở nên mờ nhạt. Các bước đi của Ba Lan, NATO và EU nhấn mạnh quyết tâm ngăn chặn giao tranh lan rộng, nhưng chúng cũng nêu bật một xu hướng leo thang nguy hiểm. Do đó, ông Özdemir kết luận, châu Âu phải thận trọng điều hướng tình hình phức tạp bất ổn này, đảm bảo rằng các hành động của mình không vô tình dẫn đến xung đột lan rộng mà họ muốn tránh. Điều cần thiết là phải nêu rõ hậu quả tiềm tàng của mỗi động thái chiến lược, đảm bảo rằng các hành động được thực hiện ngày hôm nay không vô tình làm gia tăng căng thẳng vào ngày mai. Việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga có thể khiến xung đột leo thang và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Các chuyên gia quân sự tin rằng chính sách của Mỹ cấm Ukraine sử dụng vũ khí của Washington để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga đang mang lại cho Moscow một lợi thế quan trọng khi mở ra chiến dịch tấn công gần đây ở vùng Kharkov. Đợt tấn công mới nhất bắt đầu vào ngày 10 tháng 5, nhưng Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã bị tấn công bằng tên lửa hàng ngày kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Thành phố có khoảng 1,4 triệu dân, hiện tập trung đông đúc người tị nạn từ các thị trấn và làng mạc xung quanh, đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự bền bỉ của Ukraine. Việc có thể sử dụng các loại vũ khí tầm xa, uy lực do đồng minh phương Tây cung cấp sẽ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu xuyên biên giới Nga. Điều này sẽ làm cho các nhà hoạch định quân sự của Kiev định hình chiến lược rộng rãi hơn và theo hướng có lợi hơn cho họ. Với tình hình hiện tại, Nga có thể tập trung lực lượng và tiếp viện một cách tương đối an toàn vì cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, chẳng hạn như căn cứ không quân và kho tiếp tế nằm ở phía bên kia biên giới. Nga đặt vũ khí ngay bên kia biên giới từ phía đông bắc Ukraine nhắm vào Kharkov, trong khi Ukraine sẽ chỉ sử dụng máy bay không người lái không phải của Mỹ và các loại vũ khí khác để nhắm mục tiêu vào Moscow để đáp trả. Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu, cơ sở dầu mỏ và nhà máy điện của Nga. Các khu biên giới Nga như Kursk, Bryansk và Belorod cũng như thủ đô Moscow thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine. Một trong những mục tiêu của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới. Các hoạt động này của Kiev được cho là nhằm gián đoạn mạng lưới tiếp tế cho quân đội Nga. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này chủ yếu sử dụng máy bay không người lái do chính Ukraine sản xuất. Các thiết bị này không có sức mạnh và tốc độ như vũ khí của Mỹ. Trong khi đó, phía Nga ngày càng bắn hạ được nhiều máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine, hoặc khiến cho chúng đi lạc hướng nhờ các kỹ thuật tác chiến điện tử được cải tiến. Giờ đây, áp lực gia tăng đối với Mỹ trong việc giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào các mục tiêu quân sự của Nga, ngay cả khi Washington muốn duy trì lệnh cấm tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng khác của Moscow bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Washington luôn tuyên bố kiên quyết rằng Ukraine không được sử dụng vũ khí của Mỹ để nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, một số báo cáo cho thấy Bộ Ngoại giao Mỹ đang thúc đẩy sự thay đổi về chính sách này sau cuộc tấn công mới của Nga ở khu vực Kharkov. Bộ Ngoại giao Mỹ đang bùng lên cuộc tranh luận về việc chính phủ cần nới lỏng lệnh cấm nhằm cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các địa điểm phóng tên lửa và pháo binh ngay bên kia biên giới Nga. Những mục tiêu mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đã giúp cho Moscow giành được các vùng lãnh thổ gần đây. Trong chuyến thăm Kiev vào ngày 15 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ngụ ý rằng đến lúc cho phép Ukraine sử dụng hệ thống vũ khí của Washington để tấn công các mục tiêu bên kia biên giới. Ông Blinken nhấn mạnh, chúng tôi không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine, nhưng cuối cùng Ukraine phải tự mình đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc xung đột này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gần đây đã ám chỉ rằng máy bay Nga phóng bom lượn từ không vận của Nga là mục tiêu hợp pháp cho tên lửa Mỹ. Mới đây, một nhóm nghị sĩ Mỹ kêu gọi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Các nghị sĩ cho rằng Ukraine có thể không tự vệ một cách hiệu quả do chính sách thận trọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Hiện vẫn chưa có sự thay đổi chính thức nào về chính sách của Mỹ, nhưng việc loại bỏ hạn chế đối với khả năng của Ukraine trong việc sử dụng hệ thống vũ khí của Mỹ sẽ đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột. Bất chấp tất cả trở ngại trong năm qua, Kiev phần lớn vẫn tuân thủ các quy tắc do Mỹ đặt ra, lo ngại rằng những vi phạm nghiêm trọng có thể khiến viện trợ nước ngoài bị hạn chế. Một số đồng minh của Ukraine đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng hệ thống vũ khí của họ trên lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Anh David Cameron gần đây đã phát biểu trong chuyến thăm Kiev rằng Ukraine hoàn toàn có quyền tấn công lại Nga. Pháp dường như cũng sẵn sàng theo gót Anh trong vấn đề này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson cũng đã cho biết nước này đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí do Stockholm viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Kể từ đầu cuộc chiến tới nay, Thụy Điển đã chuyển giao một số vũ khí cho Ukraine như xe chiến đấu bộ binh CV-90, tên lửa chống tăng TOVK, hệ thống tên lửa không cầm tay RBS-70 cũng như pháo tự hành Archer. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước tuyên bố đã đến lúc các thành viên của Liên minh do Mỹ dẫn đầu nên xem xét các chính sách của họ và cho phép Ukraine tự do sử dụng vũ khí của phương Tây để tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Ukraine vẫn tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng vũ khí của Kiev, bao gồm máy bay không người lái cơ bản. Các cuộc tấn công này đã gây cản trở đáng kể hoạt động sản xuất nhiên liệu của Nga, thậm chí nhắm thẳng vào thủ đô Moscow, nơi có các quan chức đầu não của Nga. Tuy nhiên, nguồn lực của Ukraine vẫn còn nhiều hạn chế. Việc sử dụng các hệ thống do phương Tây sản xuất sẽ cho phép Ukraine tăng nhịp độ của các cuộc tấn công này, đồng thời có thể hạn chế khả năng thực hiện các cuộc tấn công của Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine đã bắt đầu làm gián đoạn hậu phương của Nga. Nếu các hệ thống vũ khí của Mỹ được phép sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga, lãnh thổ Nga sẽ không còn an toàn. Điều quan trọng là các cuộc tấn công này có thể buộc Moscow phải rút máy bay phòng không và tấn công của Nga ra khỏi tiền tuyến ở Ukraine để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trong nước. Tuy nhiên, khả năng mở rộng cách sử dụng vũ khí được viện trợ, bao gồm việc tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga cũng đặt ra một số vấn đề. Việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu ở Nga không đảm bảo sẽ làm thay đổi đáng kể cán cân chiến lược tổng thể. Các cuộc tấn công này sẽ làm gián đoạn các đường tiếp viện, cơ cấu chỉ huy và trung tâm hậu cần của Nga, từ đó làm giảm hiệu quả các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Nhưng về cơ bản, nó sẽ không làm thay đổi cán cân quyền lực. Các loại vũ khí như hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Mỹ đủ hiệu quả đối với Ukraine, nhưng chúng khó có thể thay đổi bản chất của cuộc xung đột tiêu hao tàn khốc. Các đợt huy động quân liên tiếp cho thấy lực lượng của Nga đã tăng thêm 15% kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Xét trên những số liệu này, Ukraine khó có thể đuổi kịp Nga. Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tuyển quân và nền kinh tế đang suy yếu, trừ khi Kiev và các đồng minh có thể thay đổi bản chất của cuộc xung đột này. Nếu không triển vọng, sẽ không mấy khả quan. Hiện tại, Nga đang tranh thủ sự suy yếu trong nỗ lực phản kháng của Ukraine và chờ đợi sự sút giảm trong nỗ lực ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev. Về vấn đề này, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới sẽ là một thời điểm quan trọng. Một nhiệm kỳ Tổng thống mới của cựu Tổng thống Donald Trump có thể chứng kiến việc Mỹ tái tập trung vào các vấn đề trong nước, thậm chí có thể cắt giảm nguồn cung viện trợ quân sự cho Ukraine. Việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga được cho là sẽ dẫn đến các tác động đáng kể về địa chính trị. Nó có thể bùng nổ căng thẳng giữa Nga và các nước thành viên NATO nếu các nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nguy cơ gia tăng căng thẳng bao gồm khả năng Nga sẽ trả đũa các thành viên NATO là mối lo ngại thực sự, đặc biệt khi Moscow tiếp tục sử dụng các mối đe dọa hạt nhân nhằm khơi dậy nỗi sợ hãi của phương Tây. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công các mục tiêu của Nga, điều đó đồng nghĩa với việc khơi mào một cuộc xung đột thế giới mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cũng đã tuyên bố Moscow sẽ tấn công đáp trả vào các mục tiêu của Anh nếu Ukraine sử dụng vũ khí do London cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga. Đại diện Kremlin Dmitry Peskov đã cáo buộc những cái đầu nóng trong Quốc hội Mỹ dường như muốn kích động thêm căng thẳng xung quanh Ukraine và muốn đối đầu với Nga tới người Ukraine cuối cùng. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã cho biết những tuyên bố khiêu khích của Kiev và phương Tây vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh. kéo Mỹ tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoài ra không thể bỏ qua khả năng tính toán sai lầm và những hậu quả ngoài ý muốn nếu Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây. Việc tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga có thể gây phản ứng mạnh mẽ và khó lường từ phía Moscow. Các mối đe dọa hạt nhân của Điện Kremlin không thể bị loại bỏ hoàn toàn, đặc biệt là Nga luôn coi các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ như một mối đe dọa hiện hữu. Học thuyết quân sự của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu trường hợp này xảy ra. Quân đội Nga ngày 21 tháng 5 đã bắt đầu các cuộc diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Đây là lần đầu tiên Nga công khai thông báo về cuộc diễn tập liên quan đến vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các nhà phân tích cho rằng cuộc diễn tập nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Ukraine và phương Tây, trong bối cảnh các nước đồng minh tăng cường viện trợ quân sự, thậm chí mở đường cho Kiev sử dụng các vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Theo các chuyên gia, cuộc diễn tập là lời cảnh báo rõ ràng nhất kể từ phía Nga, nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Jeffrey Lewis, chuyên gia về không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, đã nhận định, rõ ràng đây là một nỗ lực nhằm răn đe hạt nhân. Cuộc tranh luận về việc có cho phép Ukraine sử dụng viện trợ quân sự của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga hay không liên quan đến sự tác động qua lại phức tạp giữa chiến lược quân sự và các cân nhắc về địa chính trị. Mặc dù động thái này có thể mang lại lợi thế chiến thuật đáng kể cho Ukraine, nhưng về cơ bản nó sẽ không làm thay đổi bức tranh chiến lược tổng thể. Kịch bản này cũng mang lại những rủi ro đáng kể, cần phải được cân nhắc thận trọng. Emma Ashford, chuyên gia tại trung tâm Stimson cho rằng, việc dỡ bỏ các hạn chế về vũ khí của Mỹ có thể có lợi cho Ukraine, nhưng chưa chắc là tín hiệu tốt cho Washington. Có sự căng thẳng rõ ràng giữa việc giúp Ukraine làm tất cả những gì họ muốn để giành chiến thắng trong cuộc xung đột và nguy cơ gia tăng căng thẳng. Tôi nghĩ rằng phần lớn chính quyền Tổng thống Biden khá nhạy bén trong vấn đề này. Theo chuyên gia, đòn đáp trả của Nga không nhất thiết là một cuộc tấn công hạt nhân mà Moscow có thể tiến hành các hoạt động gây nhiễu GPS hay đốt cháy các kho vũ khí mà Nga nghi ngờ đang được tập kết ở Tây Âu. Bản chất các cuộc xung đột tại Ukraine ngày càng gia tăng, đòi hỏi phải có sự đánh giá liên tục và tiếp cận quan trọng để đảm bảo rằng các hành động được thực hiện góp phần tạo ra một giải pháp bền vững và công bằng mà không gia tăng thành cuộc xung đột rộng lớn hơn, tàn khốc hơn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy ấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.